Xin chào các bạn đã đến với câu chuyện dài lâu của tác giả Tĩnh Thủy Biên, tập 11. Sau khi đại hội kết thúc, Bạch Cẩn Nhất vừa chấm dứt mấy ngày nghỉ thì lại phải tiếp tục khóa huấn luyện quyền anh. Hắn chụp mấy tấm ảnh của Bạch Nhị gửi cho Giang Thầm xem. Giang Thầm nghĩ ngợi hồi lâu rồi chụp ảnh con gà Tô Ly gửi lại cho hắn. Cẩu Mào và Thầm Thù Bảo vẫn ngồi trên bờ ruộng câu cá trạch, hai người cởi giày ngâm chân trong rạch nước. Mày không định thi lên cấp 2 hả? Trần Mào Tú cầm cần câu và anh Thầm Thù Bảo một trái một phải ngồi cạnh Giang Thầm. Giang Thầm thì gật đầu. Tìm được giáo viên vũ đạo chuyên nghiệp chiều dạy em thì em sẽ không lên cấp nữa, toàn tâm toàn ý học múa. Cẩu Mào thì thở dài. Sướng ghê, anh cũng chẳng muốn tới trường. Thẩm Thù Bảo thì suy một tiếng. Mày không học thì có thể làm gì, xuống ruộng cày cấy hả? Nói như thể cuộc đời này sẽ tuân theo ý mày ấy. Trần Mào Tú đưa cây gậy chè đánh Thẩm Thù Bảo. Vậy mày còn đi học làm gì? Thẩm Thù Bảo lướt qua Giang Thầm, đạp Cẩu Mào xuống bờ ruộng. Người bình thường sẽ học, thi đại học, đi làm, hiểu không? Ngay cả bước đầu tiên mày cũng không làm được, sao nào không muốn làm người bình thường hả? Nghĩ mình là con trời sao? Giang Thầm bất đắc dĩ nhìn hai người anh lăn lộn đánh nhau, rượt đuổi từ đầu ruộng tới cuối ruộng, cố gắng đá nước trong canh lên mặt đối phương. Cậu thở dài, cởi giày lội xuống ruộng. Đừng đánh nữa mà! Giang Thầm khép hai tay lại bên miệng hô to, bị người lớn thấy sẽ la cả đám bây giờ. Thẩm Thù Bảo và Trần Mào Tú không ai thèm để ý tới cậu, Giang Thầm đành phải chống nạnh nhìn họ chơi. Ở thôn quê mặt trời mùa hè rất nóng nực, cả người Giang Thầm bị nắng chiếu cho thấm đẫm mồ hôi. Dù có ngồi dưới bóng cây cũng không mát hơn bao nhiêu, cậu sửng nước trong nước mương để tăng độ ẩm cho chân. Chà sát bắp chân một chốc, lúc ngẩng đầu thì thấy một người lạ mặt đứng ở đầu ruộng đang nhìn cậu. Người nọ không phải là người trong thôn hay người trên trấn, một thân áo sơ mi trắng và quần âu đen được làm từ tơ lụa đắt đỏ, chỉ có đôi giày vải trên chân là bình thường. Giang Thầm. Đối phương đột nhiên gọi tên cậu. Giang Thầm cúi thấp đầu như thể chào hỏi, cẩn thận nói: Ngài là. Ánh mắt người nọ dừng trên chân của cậu, cau mày, dần giọng lạnh lùng hỏi: Cô giáo của em không dạy em rằng đôi chân là sinh mệnh của vũ công hay sao? Thẩm Quân Nghi như tiên phong đào cốt ngồi trong phòng khách nhà họ Giang. Khác với Chu Lạc Tường, vóc dáng của Thẩm Quân Nghi cao hơn, nhìn y thì không giống đàn ông sắp 40 tuổi chút nào. Tóc cắt rất ngắn, mũi cao thẳng, đôi mắt xếch vừa mảnh vừa dài. Đàm Linh Linh rót cho y một cốc nước thôi thì cũng cẩn thận từng ly từng tí. Hai vợ chồng đứng nép vào một bên không dám ngồi cùng bàn. Giang Thầm thì câu nề đứng trước mặt của y. Thẩm Quân Nghi đặt tay lên bàn, y rất ít khi cười, nhìn thế nào cũng thấy rất nghiêm khắc. Cởi giày ra. Giang Thầm không biết y muốn làm gì nhưng vẫn nghe lời cởi đôi giày múa vừa đi vào ra. Thẩm Quân Nghi vẫy vẫy tay, tới đây nào. Giang Thầm bước tới gần. Thẩm Quân Nghi nắm lấy vào vai cậu, quay người cậu lại. Bàn tay cẩn thận xuôi từ phần lưng qua eo, ánh mắt nhìn xuống đùi của Giang Thầm. Tạo sáng đem y, Thẩm Quân Nghi đa lệnh. Giang Thầm phản xạ có điều kiện làm ra tư thế nửa ngồi. Thẩm Quân Nghi lại ra lệnh Grand P. Giang Thầm thì cũng làm theo. Thẩm Quân Nghi trầm mặc một hồi rồi mới bảo, đứng lên đi. Giang Thầm thẳng người lên, cậu ngây thơ nhìn Thẩm Quân Nghi rồi lại nhìn Đàm Linh Linh và Giang Lạc Sơn. Thẩm Quân Nghi tự hồ cân nhắc cho một chốc, y quay qua nói với cha mẹ của Giang Thầm: Tôi muốn trò chuyện với cậu nhà một chút. Tới Thượng Hải học vũ đạo chuyên nghiệp, nơi ở và các giờ học văn hóa Thẩm Quân Nghi sẽ giải quyết cho Giang Thầm. Nhưng làm học trò của y học phí một năm không hề rẻ, hơn nữa mọi chuyện đều phải nghe theo sắp xếp của y, vừa vất vả lại vừa nhàm chán. Thẩm Quân Nghi nói xong điều kiện của mình thì hỏi lại Giang Thầm: Em có yêu cầu gì thì cứ nói. Giang Thầm ngẫm một lát thì mới nói: Chu Lạc Tường, thầy Chu đã tìm em. Thẩm Quân Nghi hơi dừng lại, đôi mắt hẹp dài nhìn thằng bé trai không có cảm xúc gì. Em là hạt giống tốt, hắn tìm em thì cũng không có gì lạ. Về phần tôi với hắn. Ngắt lời ở đấy, khóe môi của Thẩm Quân Nghi nhếch lên, nở một nụ cười khinh thường. Hắn không xứng được đặt lên chung một bàn cân với tôi.
Đàm Đình Linh và Giang Lạc Sơn tiến Thẩm Quân Nghi ra sân nhỏ. Giang Thầm lùi thủi theo phía sau. Trước khi Thẩm Quân Nghi đi đột nhiên hỏi cậu, cả nhà em nuôi bao lâu rồi? Tuy Giang Thầm không hiểu sao y lại hỏi thế nhưng vẫn thành thật đáp, hơn 2 năm rồi ạ. Thẩm Quân Nghi khẽ gật đầu, y nhìn Giang Thầm nói, suy nghĩ thật kỹ, tôi chờ điện thoại của em. Mặc dù là cha mẹ nhưng Đàm Linh Linh và Giang Lạc Sơn thực sự gấp tới mấy cũng không giúp được cậu về phương diện vũ đạo chuyên nghiệp. Người mẹ như bà thì càng ưu sầu biết mấy. Còn nói xem thầy Chu kia. Đàm Linh Linh vừa đỡ rào chắn chuồng gà ra vừa cao nhau hỏi, điều kiện thế nào, cũng bao ăn bao ở sao, học phí một năm bao nhiêu? Giang Thầm lắc đầu, lúc đó thầy ấy không nói rõ với con lắm. Đàm Linh Linh thở dài, cắn răng mà nói thì không phải là không gom được học phí. Giang Thầm lẩm bẩm, mắc quá. Giang Lạc Sơn thì nhíu mày khuyên bảo cậu, tiếc cái gì nữa, chuyện này con không cần quan tâm, mà hãy nghĩ xem nên theo thầy giáo nào. Đàm Linh Linh thì lo lắng, em thấy cái thầy Thẩm đấy nghiêm khắc gì đâu, sẽ không đánh học trò chứ? Thầy dạy hát thì khúc ngày xưa cũng đánh học trò đấy thôi, không đánh thì không nên ngửi. Giang Lạc Sơn có cái nhìn rất chu đáo. Đàm Linh trừng mắt với ông, nói vớ vẩn cái gì vậy, thời đại nào rồi chứ, đứa trẻ nhà ai mà không kể phải bỏ bối. Bà suy nghĩ một lát rồi lại hỏi con trai, con thấy thầy Chu kia là người thế nào, tính có được không? Giang Thầm suy nghĩ một chút rồi nói, sẽ tính hơn thầy Sầm một xíu. Đàm Linh Linh lại rối bời thở dài một hơi. Trời. Giang Thầm kể với Bạch Cẩn Nhất chuyện chọn giáo viên qua điện thoại, nam sinh với nhau sẽ thẳng thắn hơn. Tôi không thích Chu Lạc Tường kia. Giang Thầm hiếu kỳ hỏi, sao vậy? Bạch Cẩn Nhất bảo, hôm xem cầu xiên hắn ngồi phía trước tôi tô son chất phấn như trải bao, cả buổi còn dùng khăn tay che mũi hệt như tên eo lạ. Giang Thầm chột xạ rồi nói, tớ còn mặc váy múa nữa đó, không phải càng eo lạ hơn sao? Cậu không giống vậy. Mắt nhìn của Bạch Cẩn Nhất đúng là tiêu chuẩn kém. Cậu là thiên ngai nhỏ đương nhiên thì có thể mặc váy. Giang Thầm bị hắn chọc cho cũng bật cười. Hơn nữa nếu cậu theo Thẩm Quân Nghi thì có thể được đến Thượng Hải. Sầm điều của Bạch Cẩn Nhất cũng hơi ích kỷ, tôi cũng ở Thượng Hải. Giang Thầm nhìn không được hỏi hắn, phải ngày nào cậu cũng vất vả cực khổ hả? Bạch Cẩn Nhất bảo, đánh quyền mà không cực khổ sao được. Dừng một lát rồi hắn nói tiếp, cơ mà chắc là cậu sẽ vất vả hơn đấy. Giang Thầm ngẫm nghĩ một hồi, chân thành mà nói, sao có thể, tớ cũng đâu có bị đánh mỗi ngày chứ, chắc chắn là cậu vất vả hơn rồi. Hai người trò chuyện một chốc lát, Bạch Cẩn Nhất đột nhiên nghĩ tới việc một, chủ nhật cuối tuần này cậu muốn qua đây không? Giang Thầm hỏi, làm gì? Bạch Cẩn Nhất bảo, quyền anh quán của bọn tôi sẽ thi đấu hữu nghị, tôi tham gia giải đấu thiếu niên hạng nhẹ, cậu có thể đi với Lại Tùng. Thật á? Mắt của Giang Thầm sáng bừng phấn khởi nói, cậu sẽ lên đài sao? Bạch Cẩn Nhất cũng hừ một tiếng, tôi tham gia thì đương nhiên là phải lên đài rồi. Hắn còn nói, cậu tới tôi xem đánh quyền xong tiện thể ở lại Thượng Hải chơi 2 hôm đi. Hiển nhiên Giang Thầm lại bị chữ chơi hấp dẫn ao ước hỏi, Thượng Hải có vui không? Bạch Cẩn Nhất khẽ cười một tiếng thản nhiên đáp, có tôi ở đây đương nhiên là vui rồi. Vé tàu đi Thượng Hải chỉ có thể mua ở thành phố, trước đó một ngày Giang Thầm có nhờ Lại Tùng mua vé cho mình, đi xem thi đấu mà còn căng thẳng hơn cả lúc ở hội diễn. Em có nên làm banner cho cậu ấy không? Giang Thầm ngồi trên tàu lửa hỏi, Lại Tùng chẳng hiểu gì sao. Banner gì cơ? Giang Thầm khoa tay múa chân hình dung nghiêm túc nói, làm banner cổ phú như trên đại hội thể thao ấy, mua thêm cái đèn cái kèn nữa. Chừng Bạch Cẩn Nhất lên đài thì mình cũng thổi. Lại Tùng ôm bụng cười thì suýt ngất. Một cuộc thi đấu hữu nghị nội bộ của Nam Quán thôi. Chẳng đáng là bao mà em phải nghĩ ra ý này rồi hả? Chờ nó tham gia trận đấu thiếu niên cả nước, chắc em thuê luôn cả bảng quảng cáo neon ở mấy tòa nhà để cổ vũ cho nó cũng nên đấy nhỉ? Giang Thầm thì sợ hết hồn, vội vàng khoát tay nói thật lòng, không được đâu, em nghèo lắm, cái đó em thuê không nổi á. Lại Tùng bảo, anh chỉ đang nói đùa thôi mà, em đừng có không cho anh mặt mũi chứ. Quyền Anh Quán của Bạch Cẩn Nhất huấn luyện nằm ở khu Sùng Minh, chỗ đấy có giải đua xe đạp Sùng Minh vô cùng nổi tiếng. Đương nhiên, cái đó là Lại Tùng trà trên bài thiêu nói cho Giang Thầm nghe. Hai người ngồi xe lửa tới nơi thì được tài xế nhà họ Bạch đón tới Quyền Anh Quán.
So với dạng thầm cầu nể cẩn thận thì lại tồn kè đường thoải mái vô cùng, không hề ngại ngùng chút nào. Chưa gặp được bệnh cật nhất mà đã có ít không ít người chủ động tới chào hỏi anh rồi. Năm ngoái anh là á quân hạng nặng thiếu niên cấp quốc gia đấy mà. Lại Tùng nhìn sang Thầm đắc ý nói, đa số người ở đây đều biết anh. Lần đầu tiên sang Thầm nhìn bằng ánh mắt tôn sùng, Lại Tùng cũng rất kiêu ngạo tự chỉ vào mình. Đàn anh, hiểu không? Đàn anh đấy. Sang Thầm nói, thế quán của anh hôm nay có tới không? Lại Tùng sừng sốt thủ lại đồ cười có chút xem thường khẽ hừ một tiếng. Biết anh đến thì thằng đó không tới đâu. Lại Tùng ngồi trên ghế ngoài, vỗ vỗ chỗ bên cạnh ý bảo Giang Thầm ngồi xuống. Quyền anh không giống lúc em nhảy múa đâu. Lúc Lại Tùng rất nghiêm túc rồi rất khác với Bạch Cẩn Nhất, trông anh hệt như một người lớn, vẻ mặt thiếu niên như thể đã kinh qua nhiều sóng gió. Cú đấm của bọn anh còn bẩn hơn cả giày múa của bọn em. Bởi là vì giải đấu giao hữu lên quy chế thì cũng không quá nghiêm khắc, do tài quyền anh nghiệp sư nhưng vẫn sẽ được trang bị đầy đủ đồ bảo hộ. Lên quyền đài chiến đấu 4 hiệp liên tục, mỗi hiệp 3 phút, nghỉ giữa hiệp 1 phút. Những kiến thức thông thường này Lại Tùng đã phổ cập cho Giang Thầm từ sớm. Về phần ai thắng ai thua, Giang Thầm nghĩ rằng người đó phải đánh ra một cú clock out quyết định. Không có đâu. Lại Tùng cũng bật cười. Không ai lợi hại tới mức vừa vào trận đá clock out đối phương luôn đâu. Uống gì Bạch Cẩn Nhất còn tham gia hàng nhẹ, hàng này chủ yếu là tỷ số mỗi hiệp thôi. Người nào cao điểm hơn thì người đó sẽ thắng. Sàng Thầm hỏi tiếp, làm sao để có được điểm? Đấm vào những chỗ này. Lại Tùng mô phỏng là trên người của mình, chính diện đầu, mặt, cổ, lồng ngực, hai bên sườn và bụng dưới. Nói xong anh lại đưa tay xuống dưới eo làm động tác phân chia, nói chung là từ đai lưng trở lên. Giang Thầm nghe anh nói thế thì biểu cảm có chút không chịu nổi, rất đau phải không? Lỡ bị thương thì làm sao đây? Đây là quyền anh, Lại Tùng giờ khóc giờ cười. Em không cho rằng nó giống như lúc em nhảy múa, chứ đẹp là sao được chứ? Đối với bọn anh mà nói, vết sẹo là huân chương, mồ hôi là tán dương. Lại Tùng ngả mình lên dây chẳng quyền đài. Anh quay lại nhìn Giang Thầm, nháy mắt ra hiệu. Mà được tung ra một nắm đấm, đây chính là giải thưởng cao nhất trong tất thảy. Bạch Cẩn Nhất đang ở phía sau cuốn băng tay. Trước mặt hắn là một huấn luyện viên người da trắng mắt thâm mũi cao đang ngồi. Bên cạnh là phiên dịch viên. Huấn luyện viên cũng nói vài câu. Phiên dịch viên truyền đạt ý kiến xong thì Bạch Cẩn Nhất nhẹ nhàng gật đầu coi như đồng ý. Chờ phiên dịch viên đi rồi, huấn luyện viên rốt cuộc cũng không nhìn được nữa, dùng tiếng Trung chấp phá của mình nói. Em học tiếng Anh đi, ok. Bạch Cẩn Nhất cúi đầu trả lời, không ok, không có thời gian, thầy đi mà học tiếng Trung đi. Bạch Cẩn Nhất không phải là muốn tranh luận với anh ta, mà bởi vì trong quan điểm của hắn, quyền anh là duy nhất, những gì lãng phí thời gian đều chỉ là học sơ qua thôi. Huấn luyện viên cũng hết cách rồi, xấu gì anh ta cũng không giỏi tiếng Trung, chỉ có thể gọi phiên dịch viên tới. Hai người tiếp tục bồ truyền đạt lại nên đánh như thế nào. Bạch Cẩn Nhất lắng nghe rất nghiêm túc, hắn cột chặt bàn tay làm mấy động tác né cơ bản, sau đó xoay người cởi áo ra. Có người có lên bên ngoài. Cậu chủ, cậu Lại và cậu Giang tới rồi. Bạch Cẩn Nhất đeo bao tay vào rồi trả lời ừ. Đây là lần đầu Giang Thầm nghe thấy người ta gọi Bạch Cẩn Nhất là cậu chủ, cứ có cảm giác như mình đang quay phim truyền hình. Lại Tùng có lẽ đã quen quá rồi, sau khi vào trong thì chẳng có khuôn phép gì, ra quyền với Bạch Cẩn Nhất luôn. Cậu tới rồi hả? Bạch Cẩn Nhất nhìn Giang Thầm, hắn ngồi trên ghế salon vẫy tay với cậu. Tới đây. Giang Thầm bước tới, Bạch Cẩn Nhất vươn tay ra, bởi lẽ hắn còn đang mang bao tay lên Giang Thầm cũng không nghĩ gì nhiều, định bụng học theo tư thế của Lại Tùng đánh quyền với hắn. Đưa tay lên, Bạch Cẩn Nhất không nhận qua đấm kia của cậu, chép miệng phân phó. Chạm tay vào bao tay đấm bốc của tôi đi. Giang Thầm không hiểu lắm nhưng vẫn làm theo lời đối phương. Bạch Cẩn Nhất hít sâu một hơi đột nhiên cúi đầu xuống, chán hắn áp lên bàn tay đang kề sát trên bao tay quyền anh của mình. Bạch Cẩn Nhất từ từ nhắm mắt lại, nghiêm túc nói, cầu nguyện trước trận đấu. Giang Thầm thì giật cả mình, vô thức nhìn Lại Tùng và huấn luyện viên. Tất cả mọi người đều bày ra dáng vẻ nhìn nhiều thành quen, hiển nhiên đây là nghi thức được ngầm thừa nhận trước khi lên sàn.
Chuyện quan trọng như vậy Giang Thầm đương nhiên không dám hời hợt. Cậu cũng học theo Bạch Cẩn Nhất, cúi đầu xuống nhắm mắt lại, vẻ mặt thành thật nhỏ giọng lẩm bẩm: "Hy vọng cậu bình an trở về." Giang Thầm vẫn đang nhắm mắt, lặp đi lặp lại câu nói đó như niệm thần chú: "Bình an trở về, bình an trở về." Lại Tùng nhìn thì cười hẳn không thể lăn qua lăn lại dưới đất. Bạch Cẩn Nhất bất đắc dĩ giờ nắm đấm lên đẩy chén của Giang Thầm ra: "Cậu nên cầu nguyện cho tôi đánh thắng đối thủ mới phải chứ." Giang Thầm ôm chán rồi giải thích: "Không, không quan trọng mà, đừng bị thương là được rồi." Bạch Cẩn Nhất cười khẽ, bao tay của hắn xoa xoa gáy của Giang Thầm: "Biết rồi, thiên nga nhỏ." Trên quyền đài vừa trải qua một trận đấu hạng trung, Giang Thầm đứng ngoài dây thừng nhìn sàn đấu cả buổi, không thấy máu thì mới yên tâm trong lòng. Lại Tùng ở bên cạnh dặn dò cậu: "Em cứ đứng ở đây, gần gần anh một chút, đừng có để đám kia đẩy ra sau." Giang Thầm kỳ quái hỏi: "Không có thính phòng sao?" Lại Tùng thì bật cười: "Đánh quyền thì thính phòng cái gì chứ, đứng ở đây xem, chỉ cần không tiến vào trong dây chẳng là được. Cố gắng đứng càng gần quyền đài càng tốt, dễ tạo thêm áp lực cho đối phương." Anh chỉ về góc bên kia: "Thấy đám đó không, là bản thân của đối thủ đấy, bọn họ cũng sẽ tạo áp lực cho chúng ta." Giang Thầm vừa định hỏi áp lực gì thì mấy nam sinh đối diện gì đã tính trước với nhau, cùng giơ ngón cái lên rồi đùa ngửa xuống. Lại Tùng vui tươi hớn hở nói: "Không cần mấy cái banner bờ đỡ đàn ông phải thế." Nói xong thì mạnh mẽ nhấc cánh tay lên, rồi nắm đấm ra gọn gàng mà linh hoạt trả lại bên kia một ngón sữa. Ngón sữa của Lại Tùng vẫn chưa buông xuống: "Mau lên, làm thử một lần theo anh đi." Giang Thầm đương nhiên chưa từng làm mấy cái hành động không văn minh như kia. Bầu không khí của quyền quán sục sôi như lửa. Song phương còn chưa ra tay mà đám người xem đã ngậm mùi thuốc súng. Đặc biệt là tiếng tăm của Bạch Cẩn Nhất trong quyền anh quán không hề nhỏ. Lại có Lại Tùng xung phong dẫn đầu, hai bên liên tục mắng chửi đòi úp sọt đối phương. Giang Thầm bị chèn giữa một đám đàn ông con trai cơ bắp, mùi tanh mặn của mồ hôi tràn ngập trước trận đấu khiến nội tiết tố và kích thích tấu tăng vọt. Bạch Cẩn Nhất đang bị mấy người vây quanh trên quyền đài, hắn đội mũ bảo hộ, ngậm miếng bảo vệ răng, dáng vẻ trông qua rất khác với bình thường. Lại Tùng túm lấy dây thừng hét to đầy hung hãn: "Đánh hắn!" Trùng khoanh cũng bắt đầu bắt được tiết tấu, liên tiếp la lên. Trọng tài ở trên đài thủ thế ra dấu im lặng, sau đó y bảo hai võ sĩ cho hỏi lẫn nhau. Giang Thầm bị chèn tới bên cạnh quyền đài, trước mặt cậu chính là dây chẳng, bởi vì quá đứng gần nên có thể thấy tận mắt biểu cảm trên mặt của võ sĩ. Lại Tùng huých cậu cũng gào lên: "Em mau hét đi." Giang Thầm thì chỉ cảm thấy bên tai là hét ầm ĩ, căn bản không biết nên hét cái gì, căng thẳng tới mức run cả tay. Bạch Cẩn Nhất bắt đầu di chuyển qua lại, đối thủ hiển nhiên khá sốc nổi, tựa như đã tích góp từng tí một cơn thịnh nộ lâu rồi, đã phát động công kích. Giang Thầm bởi vì học nhảy múa nên thể lực rất tốt, lúc nắm đấm của đối phương vùng tới, Giang Thầm vô thức nhắm mắt lại. Bạch Cẩn Nhất tránh được cú đó, Lại Tùng túm lấy dây thừng hô to: "Chỉ có 4 hiệp, 3 phút, tấn công đi, đừng kháng đòn." Bạch Cẩn Nhất nhanh chóng điều chỉnh chỗ đứng, tung một quyền vào phần bụng của đối phương. Giang Thầm qua một tiếng cậu kích động nói: "Đánh trúng rồi." Lại Tùng gào thét: "Tiếp tục đánh hắn đi." Bạch Cẩn Nhất lại tiếp tục vung một quyền từ bên cạnh, đánh trúng mặt của đối phương, chỉ là không hề đề phòng bên trái nên đồng thời bị đánh trúng sườn. Giang Thầm dường như có thể nghe thấy thanh âm cú đấm kia chạm vào da thịt. Bạch Cẩn Nhất lại như không có việc gì, thoáng lùi về sau hai bước rồi lại tiến về phía trước một bước. "Không sao, bọn mình cao điểm hơn." Lại Tùng an ủi, không nghe thấy tiếng Giang Thầm trả lời vì vô thức cúi xuống: "Thiên Nga nhỏ." Giang Thầm cũng không nghe thấy anh nói gì cả, chỉ nhìn chằm chằm Bạch Cẩn Nhất như lâm đại dịch. Bạch Cẩn Nhất cũng di chuyển sang trái, Giang Thầm nhìn theo sang trái, đi sang phải thì Giang Thầm cũng lướt sang phải. Chỉ cần Bạch Cẩn Nhất vung một quyền là Giang Thầm sẽ siết chặt nắm đấm. Đương nhiên khi hắn bị đánh trúng, biểu cảm của Giang Thầm cũng vô cùng đặc sắc, thê thảm như kiểu trời cao sập xuống vậy. "Họ còn muốn đánh bao lâu nữa?" Sau khi Bạch Cẩn Nhất bị đánh mấy quyền liên tục, Giang Thầm rốt cuộc nhìn không được mà hỏi. Lại Tùng nhìn máy tính giờ: "Hiệp 1 sắp kết thúc rồi, nếu không có clock out thì sẽ nghỉ ngơi 1 phút sẽ đánh tiếp hiệp 2. Giang Thầm mím môi không nói lời nào. Mở giây sau, trọng tài lên sàn tách hai người ra.
Bạch Cẩn Nhất ngả người vào cây cột phía trước. Hắn cởi mũ trùm đầu ra, tóc tai trong trán đã ướt nhẹp. Huấn luyện viên trèo lên lưới hỏng cơ bắp cho hắn, phiên dịch viên bên cạnh lại nhỏ giọng truyền đạt. Bạch Cẩn Nhất vừa nghe vừa gật đầu, ánh mắt nhìn lướt qua bên cạnh. Ánh mắt sang thầm cũng đầy mong chờ mà nhìn hắn. Bạch Cẩn Nhất nhớn mày bắt đầu sửa lại kiểu tóc của mình. Huấn luyện viên, bớt đỏm dáng đi. Bạch Cẩn Nhất nói, không được, có người đang nhìn. Huấn luyện viên vẫn nhấn nhìn tiếp tục nói với phiên dịch viên. Hiệp 1 điểm rất cao, hiệp 2 cứ duy trì như thế, gia tăng khả năng kháng đòn của mình. Không nên chủ động tiến công mà phải phòng thủ né đòn, tìm kiếm sơ hở của đối phương. Em đã tiến bộ rất lớn, làm tốt lắm. Bạch Cẩn Nhất nghĩ ngợi một chút. Em có thể clock out đối thủ không? Huấn luyện viên đau đầu. Sao em lại muốn clock out hả trời? Bạch Cẩn Nhất đội mũ trùm đầu lên, 1 phút đã sắp hết rồi. Bởi vì hôm nay có người tới xem em muốn thể hiện thật đẹp trai. Hiệp 2 vừa bắt đầu, Sang Thầm đã nhìn không nổi mà hỏi Lại Tùng, phải đánh 3 phút nữa sao? Lại Tùng gật đầu, nếu không có ai clock out thì phải đánh hết chừng ấy thời gian. Sang Thầm vội la lên, vậy nếu clock out thì sao? Cái hàng nhẹ rồi hàng này thì ít có ai lập tức clock out đối thủ. Lại Tùng giải thích, sợ cân nặng nên xe nắm đấm sẽ không được mạnh, hơn nữa đối thủ của Bạch Cẩn Nhất có nắm đấm bẩn lắm, muốn clock out thằng đó thì cũng chẳng dễ. Sàng Thầm không hiểu nắm đấm bẩn là gì, Lại Tùng thì cười lành. Em cứ xem là biết, lần đầu thì còn đang lén lút, qua hiệp 2 biết đầu thằng đó đích nhịn nổi cũng nên. Đã là lần thứ 3 bị dẫm lên chân, Bạch Cẩn Nhất hơi híp mắt lại. Võ sĩ giở trò mờ ám trong các trận đấu chuyên nghiệp ở Thượng Đô là điều bình thường. Chỉ cần không bị trọng tài phát hiện thì đạp chân, lúc phùng đấm cố ý chọc vào mắt, dùng khuỷu tay công kích tới vị trí hiểm, lén lúc đối thủ không để ý mà chơi bẩn cũng chẳng hề gì. Hắn phạm quy. Lại Tùng ở bên ngoài hô to với trọng tài, lần thứ 3 đạp chân. Trọng tài tiến lên tách hai người ra. Bạch Cẩn Nhất cảm thấy rất phiền phức. Mấy năm ở Mỹ hắn đã từng gặp người còn quá phận hơn gã này, thế nên khá là dễ dàng kiểm soát cơn giận của mình. Đối thủ hiển nhiên rất khinh thường cảnh báo của trọng tài, làm động tác nhún vai buông trọng tài cho hai người tới gần lần nữa, đụng vào nắm đấm ý bảo trận đấu tiếp tục. Mày chỉ là hạng soàng xính thôi, cơ mà cũng mạnh đấy. Đối thủ dùng ngôn ngữ thấp hèn để khiêu khích, Bạch Cẩn Nhất không nói một lời, hắn cố tìm ra sơ hở của đối phương. Cái đứa dưới đài là bạn của mày sao? Thanh âm của đối phương có chút gây hấn, nhìn như sắp khóc vậy, đáng yêu quá đi. Bạch Cẩn Nhất nhíu mày, hắn vô thức nhìn qua Giang Thầm đoàn thấy má trái đau nhức, bóng trắng lóe lên trước mặt, lúc hồi phục tinh thần thì cả người đã đập vào dây chằng. Giang Thầm ở ngay sau hắn, hốc mắt của cậu trai đã đỏ bừng, liền miệng thì gọi hắn, Bạch Cẩn Nhất. Bạch Cẩn Nhất lắc đầu, Giang Thầm muốn đỡ hắn thì Lại Tùm đè lại. Không được đụng vào nó, phạm quy đấy. Lại Tùm lắc đầu, anh hét lên. Đứng lên nào Bạch Cẩn Nhất, mới một cú thôi mà, mau đánh thằng đó đi. Bạch Cẩn Nhất phun ra một ngụm máu, khóe miệng của hắn cũng rất đau, không cần nhìn cũng biết là đã dập môi rồi. Trọng tài tới gần đoán định xem tình huống của hắn, coi có thể tiếp tục trận đấu nữa không. Bạch Cẩn Nhất phất tay, Lại Tùng đứng dưới thì hò hét, đánh trả đi. Bạch Cẩn Nhất đứng thẳng dậy, bày ra tư thế tiến công. Vẫn đánh tiếp được hả? Đối thủ hiển nhiên cảm thấy chiều này rất có tác dụng. Bạn trai nhỏ của mày đang nhìn kìa. Gã còn chưa dứt lời, Bạch Cẩn Nhất đã quất nắm đấm tới. Đối phương ngã xuống ngay lập tức không đứng lên được. Cả phòng lặng ngắt như tờ. Trọng tài phản ứng chậm mất vài giây mới nhanh chóng nhảy lên quyền đài bắt đầu tính giờ. Bạch Cẩn Nhất không muốn xem tình huống của đối thủ thế nào. Hắn cởi mũ trùm đầu nhổ miếng bảo vệ răng ra. Lại Tùng phản ứng đầu tiên giơ tay lên hào to cùng đếm ngược. 5, 4, 3, 2, 1. Màn hình lớn tính giờ trên sàn đấu nhảy chữ clock out màu đỏ, ai nấy đều nhốn nháo. Bạch Cẩn Nhất cởi bao tay ra bắt đầu sửa lại kiểu tóc của mình. Sàng Thầm cũng muốn trèo qua dây thừng, kết quả phát hiện đông người quá, cậu căn bản không tìm ra được khe hở để trở lại. Lại Tùng thì đã lên tới giữa sàn quyền anh, đã bắt đầu hết quách cách phát lại kéo cậu lên. Nhưng đã có người nhanh hơn một bước, không biết làm sao mà Bạch Cẩn Nhất trèn qua được bức tường chật ních người như thế. Hắn ngồi xổm bên quyền đài, vươn tay ra với Giang Thâm, cố gắng trèo lên. Thôi có đẹp trai không? Bạch Cẩn Nhất mặt không cảm xúc chợt hỏi.
Giang Thầm nhìn thấy vết thương trên khóe miệng của hắn, ông nói gà bà nói vịt đáp lại, cậu có đau không?